Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hôm nay cho Lucy đi chơi ha. Gặp mấy thằng bạn đen của nó. Cái này ai chắc 20 rồi, quá hơn luôn á, nặng quá à. Dán nặng thiệt luôn á. Để lên, trời ơi biết luôn. Yeah. Ngon lành luôn. Ủa mấy con dê có thả sao chú Tài? Kẹo mấy con bạn đen từ rồi Lucy. Ôi. Ê, bốn mắt nhìn nhau. Hello, mình là Nam Ngô đây. Ok các bạn, hôm nay cho Lucy đi chơi ha. Cho nó gặp mấy thằng bạn đen của nó. Để bây giờ mình vô mình chở Lucy nó đi chơi. Lucy! Coi rồi đứng cái ghét không? Dễ thương không? Hôm nay là có da có thịt hơn hẳn rồi các bạn. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống con. Đi chơi không? Đi. Hít đất cái đi. Để lát xây xây quên là ôi. Leo lên. Hít đất gian không? Lên. Xuống. Xuống. Trời sao quay đất cho mặt tao. Hôm nay thấy nó lên ký rồi các bạn. Tướng tá ngon lành hơn lúc trước quá vậy. Ôi da. Ok đi con. Come on. Đi. Ẩm nha. Ẩm đi. Ôi da. Ôi da. Ôi da. Thằng mập địch này nặng quá. Ô, hôm nay lên ký rất dữ à. Giờ là cân, hôm bữa cân nhiêu ký các bạn nhá? 18 ký hả? Cái này ai chắc 20 rồi, quá hơn luôn á, nặng quá à. Ok. Đi qua bên đây chơi. Ây da. Trời ơi. Dán nặng thiệt luôn á. Tụi này á, được cái nhìn cái mặt của nó hơi quậu quậu ha. Cái dòng mà bun á, mặt sại á, thì nhìn nó hơi dữ dữ, nhưng mà nó rất là hiền. Như con này mặt nó ngáo ngáo. Trời nặng quá. Giờ mình đi qua cái vườn bên kia, mình thăm mấy con dê coi. Ây da. Ây. Chưa cho Lucy nó đi xe máy lần nào biết nó biết đi không? Leo lên. Leo lên con. Leo lên, trời ơi biết luôn. Yeah. Hơi bị đỉnh nè. Đứng yên nha. Ngon lành. Ngon lành luôn. Cho đi ra vườn chơi nha. Ra vườn đằng sau. Nằm ngoan ghê không? Ngồi yên nha. Tham gia giao thông rồi ngồi yên nha. Ngay nhà bên kia là nhà của bà ngoại mình, có miếng vườn đằng sau á, ngay sau lưng cái chuồng chim luôn. Mình đang nuôi ba bạn dê bên đó, qua ba thằng kia cũng đen thùi lùi, thằng này cũng đen thùi lùi luôn. Ngoan ghê à. Ngồi yên. Coi bốn thằng đen gặp nhau rồi. Ôi, mát không? Nay cho đi chơi mát không? Ủa mấy con dê có thả sao chú Tài?
Trời ơi, sao đồ bích chịch hết rồi. Rồi xuống nè. Xuống đây. Xuống đây. Xuống đây. Sao? Lạ hả? Lạ chỗ hay ẩm nha. Ôi dồi dồi dồi. Ôi dồi. Trời ơi, phém rớt kìa, sao luôn. Ok, cho khép cửa cho em đi qua cái. Rồi, cảm ơn. Ôi, qua chỗ ta đang làm việc à. Mỏi tay quá Lucy. Đi. Chừng lọt mương nha. Kè kè nó kìa. Nó kìa Lucy. Ba thằng bạn kìa. Bé. Kè mấy thằng bạn đen từ lùi rồi Lucy. Chạy ra trên á. Lucy Lucy Lucy. Lucy Lucy. Lucy Lucy Lucy. Ra đây ra đây. Ra đây. Nó kêu kìa. Ê, ở đây. Ở đây. Đây nè. Kìa. Mấy thằng bạn kìa. Ê, nay ngon lành chưa? Có anh này nhỏ con hơn ta, bữa giờ chưa thấy lớn lên. Công nhận mấy con dê này mấy cái bi nó bự thiệt chứ. Đang thăm dò lần đầu tiên qua chỗ lạ. Hửi hửi, hửi hửi ở chừng. Mày hửi chúng cùng cứt dê đó. Đây. Cho ăn chuối. Dê nó khoái ăn chuối các bạn. Nó ăn khoái ăn chuối. Hái chuối cho ăn. Với lại nó khoái ăn cái lá dừa. Lá dừa non á. Ừ. Mấy bữa nay mưa bão nước tà le me đây nè. Kêu nghe đã không? Béo. Béo. Anh kia anh đứng ngoài kia anh không dám vô luôn. Bé 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 bé. Ôi, ơi, bốn mắt nhìn nhau. Ơi, coi mặt Lucy kìa, coi mặt Lucy kìa. Sợ quá ha, sợ quá. Gái già đâu phải gái tơ đâu, mắc cỡ. Ra đây chơi. Đúng rồi, đúng rồi. Dạng dĩ lên mai mốt anh có đi chơi ở đâu đó tới chỗ của anh em nó chạy này chạy kia đâu dẫn mày đi theo chơi nè. Coi rồi mấy cái chuối con lên đó, nó ăn hết cái lá luôn, ăn sạch bách luôn đó. Cái này là vỡ kế hoạch rồi. Cái bường bên này á bạn là cỏ dại rất là nhiều. Thì cũng ít có làm việc gì ngoài này cho nên là cỏ dại rất là nhiều. Lúc trước thì thằng Tán là phải tốn cái chi phí nhờ người ta phát cỏ cho nó sạch sẽ, xong mới mình lấy ba con dê này, mục đích đó là muốn cho nó ăn những cái cỏ dại này để đỡ làm cỏ. Ai ngờ là nó không ăn cỏ dại mà nó ăn mấy cây chuối cây cào không à. Cỏ nó để lại, biết cỏ này kiếm gì ngon không? Cỏ này kiếm chừng khoảng 10 con sunkata thôi là nó dọn hết khu này luôn, nó dọn hết chỗ này tới chỗ khác luôn.
10 con sulcata thả ở đây. Sài lớn lớn là nó bào không còn gì luôn. Đi ra đây chơi con. Hơi dơ dơ. Bên này hơi lầy á. Coi nó kêu đã không? Qua đi. Ồ, có con chuồn chuồn này đẹp nè. Chuồn chuồn có nhiều con rất là đẹp nha các bạn. Chuồn chuồn này cái màu khác, cái kiểu chuồn chuồn mình hay thấy nè. Đó. Màu đỏ bọt đô ha. Bữa nào đi bắt chuồn chuồn chơi đi. Hồi xưa hay chơi bắt chuồn chuồn các bạn, xong rồi lấy cái gọng rơm nhét vô cái đuôi nó cho nó bay lên. Đó, bay đây kìa. Đây chuồn chuồn bướm tà le mày. Đi ra đây. Quá trời cỏ dại đi. Bé 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 bé. Mấy con dê này cũng sướng nó ở đây suốt. À, cái khoảng dân này cũng mấy ngàn mét đó các bạn. Thả cho nó đi rong chơi rồi luôn. Chó này là chó cảnh là có biết sụt hửi gì không? Có biết làm gì không? Sao thấy bạn bè sao lại làm quen với nó đi? Mày biết kêu bé bé giống nó không? Hè hè, bé, bé. Đầu dạng dạng rồi. Nãy mới qua đi, đi cái tướng cực khọt cơ hồn. Cúm. Ui. Bé. Bé. Đây. Đi chơi với nó đi con. Lucy, đi chơi với bạn đi. Tướng tá tụi bay cũng ngang ngang nhau, màu lông cũng giống giống nhau á. Bữa giờ đang tìm thêm mấy con cái nữa để cho nó đẻ luôn. Cái này là ba con đực các bạn. Ba con này là ba con đực hết. Con nào con nấy bi bự chà bá. Trời ơi, con nó nó ị mà nó gớt sạch luôn á. Y như mấy viên đạn nhỏ nhỏ vậy nè. Vừa mới đứng là ị liền, y như viên thuốc bắc à. Cái miếng cái khoảng này nè các bạn. Nguyên cái khoảng rào lưới nè, đằng sau lưng đó là nhà mình á. Đằng sau lưng đó là nhà mình. Đó, miếng đất này, miếng đất sau lưng. Cái chuồng chim nằm hướng bên này nè. Hồi đó nguyên cái miếng đất này là mình lúc đó mình còn chơi bonsai á, mình trồng tùng la hán. Mua dưới miền Tây lên mua 100 gốc. Mua 100 gốc, gốc nó hoành cỡ 80 gì không. Coi như là nuôi 3 năm. Rồi tính cắt tỉa, làm bonsai này nọ. Thì vào cái năm đó nó bị bể cái giống như là cái gọi là cái gì ta, cái van mà ngăn sông á, nước ra vô của sông á, nó bị bể cái bờ bao đó, nước tràn vô đây em, nước tràn vô coi như là ngập tới đây nè, ngập 3 ngày úng hết luôn. Đợt đó lỗ 700 mấy chục triệu. Mua cả 100 cây. Cây 100 mấy cây. Cây nhớ lúc đó mua là 7 triệu. Chết hết luôn. Úng rễ rồi chết luôn. Xong rồi giờ bứng hết. Cuối cùng là nó tiêu luôn. Xong rồi bỏ không tới giờ luôn. Lên cỏ dại tùm lum hết. Đi con đường này là qua nhà mình. Ủa cái gì vậy của em? Bụi này để làm cái gì ta? Không, ý là của làm cái gì nó dư ra mà. À, sơn nữa ha. Mấy con dê mini thấy cưng. Để coi nó nhìn Lucy nó sao nè. Nó cũng đang đề phòng nè. Nó cũng đang muốn thăm dò. Ba con đều quay mặt đây hết. Lucy. Hả? À. À, nó dạng rồi, em thấy nó dạng rồi. Đi thấy mình đi theo.
Cái tụi dê này đó các bạn, là nó ăn rồi nó ị liên tục ha. Các bạn thấy cái đuôi của nó lúc nào cũng vĩnh lên trên trên, nó coi như là cái lỗ đít lúc nào cũng chĩa ra thẳng vậy đó. Nó ăn miếng hay là ị, ăn miếng là ị. Cho nên là phải nuôi ở trong cái giường cái này nó còn sạch ha, này mà nuôi trong nhà nó ị chắc banh banh tà lông luôn á. Đầy ha. Ha, ị đầy hết rồi. Tối nó nhốt không làm hay là tối cũng để luôn? Không, tự nó về mà mình có cần đóng cửa không, hay là mình cứ để cho nó ra vô tự do? Cái này mà làm gì? Giờ đang tìm mấy con cái về cho nó sinh sản. Chỗ mấy con dê con, bạn nhớ bữa mình đi lên Mỹ Quỳnh mấy con dê con nó nhỏ nhỏ nè, thấy cưng đó các bạn, rất là cưng luôn. À, con lớn này giờ lông nó hơi khô ha, còn cái con size nhỏ á mới nở á, nở được coi như là còn nít á, là lông nó rất là mịn, rất là dễ thương luôn, mặt rất là đẹp. Nhưng mà ba con này thì cái màu của nó không được đẹp lắm, màu nó chỉ là màu đen thôi. À, nó có những con dê mà màu trắng nè, màu be, màu nâu á, rất là đẹp luôn. Màu nâu mà nâu lợt, nâu bạc xỉu á, đẹp lắm. Dạ. Để kiếm mấy con cái mà, tại vì mình có hỏi á, là người ta bán theo cặp không à, chứ không có bán con cái không. Đó, còn cái này là nó con cái nó bị bệnh nó chết thì dư ra ba con đực. Đó, mình lấy ba con đực về trước, giờ đang kiếm cái mà kiếm không ra. Mấy cái con màu hiếm kia thì nó cũng hơi mắc tiền. Mắc tiền hơn. Nhưng mà màu đẹp. Con này đi. Lucy xe vô đây con. Thì đây. Đây, vô làm quen với bạn coi. Kêu nó chỉ cho mày vài chiêu. Vài chiêu. À, vô chơi với bạn đi. Ồ, cái anh kia, cái đầu ảnh có cái máy ha. Anh đứng ngoài này nè. À. Đầu ảnh có cái máy vuốt vuốt ngược lên thấy ghét không? Già chút xíu nó có râu nữa các bạn. Vô đi. Tao bước vô. Chị này con gái một lửa rồi mà làm như tơ vậy, mắc cỡ. Mày lè cái lưỡi quá, nó nhìn nó giỡn mày kìa. Bước vô. Bước vô kìa. Vô, đi tới đi. Anh vô luôn nè. Vô luôn nè. Bè. Ồ, con kia sắp có râu rồi kìa. Con này sắp có râu rồi. Cái con mắt á, các bạn để ý cái con mắt của con dê á, mỗi con mở kiểu ha, giống như con người mình á, con mắt á, là cái lồng đen á, là nó màu, nó hình tròn. Con rắn, con bò sát á, thì thường nó hình dọc, mà nó nằm từ trên đến dưới vậy. Các bạn thấy cái lồng đen của con dê á, là nó giống như hình chữ nhật mà nó nằm ngang các bạn. Mỗi con mỗi kiểu. Anh này bắt đầu tò mò bạn mà lỗ mũi nhúc nhích thử gì á. Vô đây. Đừng sợ quen mà. Mấy anh này cũng tương đối là dạng á. Tương đối là dạng á, tại vì cũng lâu lâu mới qua chơi lần. Ôi mày đứng đó, kiến lửa cắn. Kiến lửa cắn đó. Đi đi, chỗ đó nguyên cái ổ kiến lửa luôn. Nguyên ổ kiến lửa luôn kìa, chạy đi, nó cắn mày ngứa. Em vô đây coi nguyên ổ kiến lửa cắn nhỏ. Ngứa. Rồi, chạy mất tiêu luôn. Kiến lửa cắn quá mà. Đi chơi với tụi nó đi kìa. Kiến này cắn bê lắm nha các bạn. Mấy con kiến này là mùa này là kiến nó đang đào hang lên á, nhiều lắm. Ở nhà mình á, là mấy cái đất á, là nhiều khi tối qua không có gì, sáng mai thấy nó đùng đùng những cái hạt cát lên. Thì mấy cái ổ kiến vàng nè. Mấy con này cắn mới đã nè. Cái con kiến vàng bự trên cây á, thấy vậy chứ cắn không bằng mấy con này ha. Mấy này cắn sưng cục cục luôn á. Ồ, có mấy con kiến gọi là cái gì ta, kiến chúa nè.
Đó, mấy trong ổ kiến mà không có con này là cái ổ kiến nó không có tồn tại được. Thôi mày đi ra đi, nó cắn mày á. Đây mấy con kiến chúa nè các bạn. Còn mấy con này, mấy con giống như là gọi là gì cả, kiến thợ. Đi lấy đồ ăn về, mấy con này kiến chúa này nó chịu trách nhiệm sinh sản à. Kiến đồ là chế độ là mẫu hệ ha. Kiến ong đồ này nọ đó là phải có con chúa. Chuồng chuồng kim nữa kìa, hết chuồng chuồng kim kìa. Đẹp không? Chuồng chuồng kim. Nó bay mà cảm giác đúng là chiếc trực thăng luôn á. Con này thuộc dạng màu sáng đẹp nè. Con này chân vàng, đuôi trắng, khá lạ đó. Thường thường là nó màu đen à. Vậy mình có nhờ tìm rồi. Vài bữa có mình làm một cái hang kiến chơi. Sắm kiến thợ, kiến đồ về rồi làm cái hang đồ này nọ. Xem tụi nó làm việc. Nó tha về rồi nó xây dựng cái tổ chức của nó hay lắm nha các bạn. Tổ chức nhà kiến là cũng là rất là chặt chẽ và đoàn kết á. Đó, con cảm giác là nó giống như nó đứng được các bạn, đứng được, cái cánh nó rất là nhẹ. Trời, nghe tiếng mày thở hơi quải luôn. Da bị kiến cắn rồi, kiến cắn rồi. Đâu rồi mấy con dê, đâu rồi? Sao mày không hòa đồng vậy giờ Lucy? Hả, sao không hòa đồng dữ vậy? Giờ đi vô trong này luôn. Lucy ơi, vô đây chơi Lucy. Lucy. Này. Đó, nhìn thấy nhà mình không? Nhà ngay trước kìa. Đau lưng với nhau. Nhà bên này có mấy bạn dịch sim nè. Này đang trồng cam. Cây này là cây măng cục nè các bạn. Cây măng cục đặc sản của Lái Thiêu, Bình Dương. Những cây này trái rất là ngon ha, nó ngọt nhưng mà nó ngọt dạng chua thanh, rất là thơm. Có điều là năng suất của những cái giống này nó rất là ít. À, đứng đây giờ qua thấy chuồng chim kìa. Còn cây này là cây dâu. Cây này là trái dâu ha. Trái dâu thì nó giống cái trái bồng bon vậy các bạn, mà nó chua lè luôn á. Cây này chua lè luôn. À, những con kiến vàng này nè. Nó bự vậy chứ thấy vậy chứ nó cắn không có đau. Nó cũng đau nhưng mà không đau lắm. Nó đang tha mồi rồi. Tha mồi về ổ á. Hey. Mọi người mà đi câu cá hay lấy trứng kiến là lấy trứng kiến của tụi này nè. Nè, tha mồi nè, tha cái cánh con chuồn chuồn lên nè. Hả, chắc ổ đâu nằm trên kia á. Ha. Đây. Cái con kiến thợ đang làm việc nè. Ồ, mình sắp nghiên cứu tới kiến rồi nha các bạn. Nghiên cứu là ngu như kiến luôn. Tha cái đuôi của con cái này đuôi con gặp cả cái chân con gào cào nè các bạn thấy không? Thấy trên con cào cào cháu cháu gì không? Đó, nó tha lên nè. Đó. Kiến hay lắm ha, nó có thể
nâng được cái vật mà nặng hơn bản thân nó gấp mấy lần luôn á. Thay đâu đây, sao không thay về tổ đi, cái này hai con vô một luôn. Tụi kiến này nó rất là hay ha. Các bạn thấy là đôi khi là nó bò qua cái vũng nước á, thì những cái đàn kiến to á là nó làm cái cầu luôn, nó xuống nó làm cái cầu. Nó làm một cái dề kiến vậy nè, xong rồi tụi nó bò qua, bắt cầu đi qua. Sao mà tới lúc tao mượn quay phim thì không có thằng nào bò lên nha, con khóc, tự nhiên tao đang ngồi uống cà phê mà bu lại cắn người ta. Lên miếng ơi. Nhất quyết không lên các bạn. Kiến vàng. Rồi đi đâu mất tiêu luôn. Mày lăn xăng lái nó cắn mày hả? Nó cắn mày mày khóc. Kiến này nó cũng có mùa ha các bạn ha. Có mùa là nó rất là nhiều. Rớt điện thoại. Mũi ha. Này là mũi kiến bao la. Gặp mình né không ta? Tính cho kiến cắn review mà nó còn né không à. Mày hà, tụi nó sợ luôn rồi kìa. Mày hà mấy con kiến nó sợ luôn rồi kìa. Đây các bạn, đây là đường về nhà. Đó, đường về nhà bò sát lên trên kia. Ở trên đó sẽ chắc có cái ổ kiến nào ở trên đó đó. Trời ơi, nước miếng của mày nó nhớt nhạt à Lucy, thấy ghê quá Lucy. Sợ mày luôn á. Lâu lâu cho đi chơi vui không? Mấy cây chuối này á là chặt nó cũng không chết nữa, nó cứ nhảy lên cây con, khó là diệt nó lắm. Khó mà chặt nó cho nó chết luôn á. Cái cây măng cục á, cái cây măng cục nó rất là dễ leo. Hồi nhỏ lúc mà mình về đây chơi là cứ hay leo lên chở xong rồi bị kiến cắn tà le luôn. Nó có những cái mắt này nè, dễ leo đó các bạn. Những cái mắt này là những cái cành á, những cái cành mà nó mọc sát quá thì nó cản cái không gian ở dưới này, cho nên là cưa chặt đi. Xong rồi nó, trời ơi, nước miếng ông nội Lucy nè. Xong rồi nó thành những cái mắt này rất là dễ leo ha. Chi cành rồi nó đối diện, đối xứng nhau. Đó, tì chân lên đây là leo lên thôi. Da nó cũng sần sùi nữa. Rồi, cũng có kiến nữa nè ha. Đó, làm tổ trên này rất là nhiều. Rồi leo lên những cái cành này nó đối xứng nhau cho nên leo rất là dễ. Xưa mình cũng leo. Bướm bướm kìa, bây giờ Lucy bắt bướm đi. Mày tém tém cái miệng mày lại mày mới thu hút được hương hoa. Cứ hả họng ra nó. Con nào dám lại gần mày. Nãy mình có kể câu chuyện về mấy cây tùng bonsai của mình á. Nó nhiều khi là cái số đó mất tiền là phải mất rồi. Đang nuôi bình thường 3 năm rồi, chuẩn bị sửa rồi. Ngập lên cái 3 ngày, coi như là 3 năm với mấy trăm triệu là trong vòng một nốt nhạc thôi. Nhiều khi sụp đổ luôn các bạn. Tiền bạc khó kiếm mà sao mất nó dễ quá. Vô. Mấy con dê này á, là nó cũng rất là tò mò ha. Ồ, bên này có con bướm đẹp. Ơi, có con ong nữa kìa. Hả? Ong đang hút mật nè. Ong chuồn chuồn, bướm bướm coi như là đủ kiểu hết trơn á. Ở đây là có rắn luôn nha các bạn. Xung quanh đây có rắn, mấy con rắn hổ hành đồ này nọ đó.
bự bự vậy luôn á, trong mấy cái bụi này nè. Nhưng mà mấy con đó nó ăn chuột ăn đồ á. Ui da, tại lại vuốt ve được không hay là né không à? Nhưng mà nó cũng không có gọi là nó không có nhét, nó chạy quá. Ủa này giống gâu dền nữa ta. Ủa tài, này dền hả? Mồng tơi chứ. Nó đâu ăn cỏ đâu đúng không? Nó ăn chuối với lại ăn ăn dừa không à? Bữa đây có cây dừa ăn chắc rụi rồi cái gì. Hà hà hà, gì đi chơi đi. Nó bỏ qua múc thằng kia rồi. Ờ con bọ gì đây? Hay con bọ gì? Nó đu đầu quay đây. Nó giống như con kiểu con mấy con bọ lá ngựa trời, bọ que rồi các bạn. Nhiều lắm. Nếu mà về đề tài côn trùng là thôi vô số luôn, nó có hai cái râu à. Trời ơi, bớt bớt thôi, âm thanh mày lớn quá. Kiểu này làm sao có người yêu được Lucy. Còn hôm bơm bánh xe tải nữa. Này là con bọ gì ha? À, cũng một dạng bọ. Trời ơi cái lưỡi dài kìa. Ừ cái râu của nó có hai khoang màu ha, không phải là một màu đâu. Thì còn mấy chân, sáu chân rồi cái râu là giống như cái râu của Tề Thiên nha, cái nón cái mão của Tề Thiên nha, hai khoang màu. Nhiều con lạ lắm, côn trùng á nhiều con rất là lạ. Có vẻ dạng quá, chắc thuần làm bét luôn quá. Truyền tai. Cái này gặp chameleon đó là nó bắn chú rút về liền. Đâu rồi? À, sao nằm đây luôn rồi. Ok thôi thả đi. Đi đi con. Rất là nhiều. Rồi mấy con dê đi múc chỉ là tha luôn rồi. Nó không thèm chơi với mày mà mày không chịu, không có gọi là hòa đồng gì hết trơn à. Mày không có nói chuyện gì hết, chơi hà hơi vô mặt người ta không. Hà hơi với chét nước miếng vô tai tao. Về chưa? Lâu lâu cho đi chơi các bạn. Này là những cái bụi xả. Bây giờ đất trống thì mình ở nhà xung quanh là trồng xả. Nghe nói trồng xả cũng tránh rắn tránh đồ. Trồng bụi bụi luôn. Về chưa? Đã không? Bữa nào rủ bạn về nhà chơi đi. Hả? Được không? Rủ mấy bạn dê về qua bên kia cho nó chơi chút xíu nữa không? Đem con về chơi chung với mày nha. Chứ để tối mày ở trong chuồng một mình nữa mày buồn. Được không? Đem đứa về chơi chung nha. Thở không? Khát nước chưa? Chắc khát nước dữ à. Đi chơi chắc khát nước dữ à. Về lấy nước cho uống. Răng chưa chịu mọc lại nữa nè. Rồi ok, để đem về đứa cho chơi nha. Về sân nhà mình đúng không? Sân bên này hơi sợ. Nhưng mà ở đây cũng là sân nhà mà, ở đây cũng là nhà mà. Chẳng qua mình mới qua lần đầu mình thấy hơi lo thôi. Chứ đây cũng sân nhà mà. Rồi ok các bạn, đi chơi một vòng với lại Lucy ha, xem phản ứng của nó như thế nào. Thì nói chung là nó cũng hơi mắc cỡ nhưng mà nó không quá nhút nhát. Cũng rất là khôn, dễ thương, biết đứng lên xe chở đi chơi. Ok, sắp tới sẽ cho nó đi chơi nhiều hơn. Ok, chúc mọi người xem clip vui vẻ ha. Bye bye. Đi con, Lucy.